Kính chào quý vị đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Chưa bao giờ con người cảm thấy đời sống hiện tại lại căng thẳng và mệt mỏi như hiện nay. Nhiều người mong chờ những phép lạ xảy đến với mình để giúp mình có đời sống dễ chịu và bớt nguy khốn hơn, giúp chữa lành bản thân để cho thân tâm trí được an bình hơn. Và khi đọc trong tin mừng, thấy rằng Chúa Giêsu đã chữa lành nhiều người. Một số người cũng ao ước là được Chúa Giêsu chạm đến mình, chữa lành mình. Họ có mơ tưởng quá không? Buổi trò chuyện hôm nay sẽ bàn về chủ đề Chúa Giêsu chữa lành với hai vị khách mời quen thuộc, đó là cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn, giáo sư triết học, và cha Phêrô Lê Văn Chính, giáo sư thần học, hiện đang giảng dạy ở các học viện. Con xin kính mời cha Phêrô Lê Văn Chính mở lời cho buổi hôm nay ạ. Chúng ta đã được nghe trong tin mừng nhiều phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm. Nhiều khi chúng ta có cảm giác chơi vơi, tiếc nuối và tự hỏi Chúa có làm phép lạ chữa lành cho tôi không? Thành ra vấn đề đặt ra cho chúng ta trong tòa đàm hôm nay đó là những câu chuyện phép lạ trong tin mừng có ý nghĩa nào đối với tôi hôm nay? Điều mà chúng ta cần có thể nhận thấy đó là vào thời Chúa Giêsu cổ thời đó cũng có nhiều người làm được những phép lạ chữa lành hay là làm được những việc chữa lành. Và cũng có những chứng từ nói rằng là tức là có giấy tờ sử sách nói là cũng có những người đã làm được việc chữa lành này khác. Do vậy thì với ánh sáng tin mừng thì chúng ta phải hiểu rằng là những việc chữa lành của Chúa Giêsu có tính độc đáo, có sự tính và có ý nghĩa đức tin. Chúng ta cần nắm hai cái điều đó, tức là ý nghĩa đức tin đối với chúng ta sánh với những gì mà những người khác làm, và những người khác làm thì nó chỉ là việc chữa lành thôi. Còn đối với Chúa Giêsu làm thì nó có chữa lành và có ý nghĩa đức tin. Do vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là cũng có những nhà chú giải thánh kinh tỏ ra cẩn thận đối với những phép lạ này. Tức là cũng có chiều hướng chú giải các phép lạ theo chiều hướng duy lý. Tức là tìm cách giải thích để loại trừ phép lạ. Có nghĩa là người ta nghi ngờ phép lạ, cho rằng sự can thiệp của Thiên Chúa vào trong lịch sử con người là không thể được. Vì thế mà họ đưa ra những cách giải thích về các phép lạ Chúa Giêsu, chẳng hạn như là phép lạ hóa bánh ra nhiều đó, thì người ta giải thích rằng là các môn đệ của Chúa đã chuẩn bị những thúng bánh sẵn rồi, tức là giấu sau những tảng đá hay là bụi rậm gì đó, đợi đến khi Chúa Giêsu rao giảng và đến cái phút đó làm phép lạ đó thì họ lấy ra phân phát cho mọi người, tức là có lấy bánh sẵn rồi. Nên đứng trước những bản văn thánh kinh tường thuật những phép lạ của Chúa, chúng ta cần hiểu một mặt là sự tính của bản văn và một mặt ý nghĩa đức tin. Hai mặt đức tin và lịch sử bao gồm hai mặt này. Bởi vì đã có điều gì xảy ra, tức là Chúa đã làm phép lạ thật, và cái phép lạ đó là nền cho đức tin của chúng ta. Thành ra ở đây thì chúng ta nói đến một câu chuyện phép lạ cụ thể ở trong chương Marco chương 8, là Chúa Giêsu làm phép lạ cho một người mù ở Bethsaida. Thì Chúa đã dùng nước miếng sức vào mắt anh, và lần đầu tiên thì Chúa hỏi anh có thấy gì chưa, thì tôi thấy tức là anh ta trả lời là tôi thấy người ta như những cái cây đi được. Và Chúa Giêsu lại đặt tay lên mắt anh ta lần thứ hai và hỏi, và anh ta nói là thôi tôi thấy được rồi, tôi thấy rõ rồi. Thì điều mà chúng ta có thể nhận xét, ghi nhận trong các tường thuật tin mừng đó là
cái người đương thời đó, chúng ta phân biệt người đương thời và chúng ta ngày nay. Thì những người đương thời đó thì họ không có đặt vấn đề về tính xác thực của phép lạ, tức là người ta công nhận phép lạ, người ta tin phép lạ. Chúng ta nhớ là cổ thời thì là như thế. Còn chúng ta ngày nay thì khác, người ta hay đặt vấn đề về tính xác thực, chứ còn cổ thời thì người ta chấp nhận một cách bình thường. Nhưng mà người ta đặt vấn đề về thẩm quyền, tức là với quyền bính nào mà người đã làm phép lạ. Và mặt khác thì đối với bản văn Tin Mừng đó thì người ta hiểu phép lạ theo một cái nghĩa biểu tượng nữa, tức là phép lạ là cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối. Chẳng hạn như chữa lành được sáng mắt đó, thì được sáng mắt có nghĩa là được trở nên thành viên của xã hội, được hội nhập vào trong đời sống xã hội, mà do bởi bệnh tật lâu nay mình bị cắt đứt khỏi đời sống xã hội này. Tức là ý nghĩa dấu chỉ, ý nghĩa biểu tượng, ánh sáng được xem như là hội nhập vào sự sống, vào đời sống xã hội, và bóng tối được xem như là bị loại trừ khỏi sự sống, khỏi đời sống xã hội. Rồi thì ở trong các phép lạ thì ở trong các thánh kinh đó thì người, tức là các nhà chú giải phân biệt ra có những tầng giải thích khác nhau, có những mức độ giải thích khác nhau. Tức là không phải chỉ là cái giải thích lịch sử, hay là không phải chỉ là những giải thích nghĩa đen, mà còn có nghĩa thiêng liêng, nghĩa bóng, hay là nghĩa gọi là ý nghĩa đức tin. Thành ra ở mức độ lịch sử thì cùng thời của bản văn Tin Mừng thì không có sự nghi ngờ, chắc chắn là Chúa Giêsu làm phép lạ, bởi vì hiểu nghĩa là Chúa đã hành động nơi Đức Giêsu. Rồi thì phép lạ chữa lành được người mù được thấy đó là ý nghĩa đức tin, đó là đưa từ tình trạng bóng tối đến tình trạng ánh sáng. Đó, thành ra chúng ta cần để ý cái chuyện đó nữa, tức là không dừng lại ở nghĩa lịch sử, không dừng lại nghĩa đen của các câu chuyện Tin Mừng. Và vì thế mà chúng ta đã nói ngay từ đầu, tức là phép lạ của Chúa Giêsu làm có ý nghĩa thiêng liêng, hay là ý nghĩa đức tin. Và điều quan trọng đó, thành ra chúng ta nói khi mà chúng ta nghe các tường thuật phép lạ thì chúng ta cần xác tín cái điều này, và chúng ta cần hiểu cái điều này, tức là Thiên Chúa hành động nơi Đức Giêsu và trong Đức Giêsu. Và vì thế mà vấn đề quan trọng đối với chúng ta là tìm hiểu ý nghĩa đức tin, chứ không phải là những gì đã xảy ra và điều mà Chúa muốn nói qua những phép lạ đó. Tức là đó là Chúa Giêsu có quyền năng Thiên Chúa để chữa lành sự thiếu thốn của con người chúng ta. Và sự thiếu thốn căn bản nhất đó là đối diện, chúng ta đang đối diện với sự chết. Và khi chúng ta nghe công bố Tin Mừng thì chúng ta được mời gọi tin vào Chúa Giêsu và đón nhận quyền năng chữa lành của Chúa để làm cho cuộc đời của chúng ta được cứu độ, được giải thoát. Và vì thế mà chúng ta cần phải có tư thế để lắng nghe những câu chuyện Tin Mừng. Tức là chúng ta đừng có nghĩ rằng là Chúa chỉ chữa cho một cái người đó ở cái nơi đó rồi thì nó không có ý nghĩa gì đối với tôi. Không, câu chuyện đó có ý nghĩa đức tin, đó là Chúa đã thực hiện quyền năng chữa lành của Chúa. Và tôi là người đang nghe tường thuật lại câu chuyện Tin Mừng này, thì tôi mở lòng để tôi đón nhận quyền năng chữa lành của Chúa để giải thoát tôi khỏi bóng tối, thì bóng tối của tội lỗi, bóng tối của sự chết, để được tôi được đưa vào ánh sáng sự sống. Dạ, con cảm ơn cha. Như vậy là cha đã làm rõ chúng con về cách thức để mình có thể đọc
những cái phép lạ trong Tin Mừng không phải theo một cái hướng đi về lịch sử tín, mà là cần phải có cả cái ý nghĩa đức tin. Và Chúa chữa lành không theo cái hướng chữa lành như những người phù thủy hay là những cái phép lạ thông thường mà người ta vẫn hiểu, mà nó có một cái biểu tượng, một cái ý nghĩa nhất định, để qua đó nói rằng là Chúa là đấng có thẩm quyền, là đấng có khả năng chữa lành. Và việc của chúng ta là tin và chấp nhận và phó thác vào điều đó. Thưa cha Viễn, thưa cha Giuse, thì con cũng muốn cha chia sẻ cái ý liên quan đến việc Chúa chữa lành, mình có thể hiểu như thế nào khi mà mình đọc Kinh Thánh ạ? Vâng, tôi rất là cảm nhận ra cái lời giải thích của cha Chính, nó làm sáng ra cái ý nghĩa rất là nhiều. Bởi vì cái chuyện quan trọng của Chúa đó, chương trình cứu độ của Chúa đó là một ơn cứu độ toàn diện. Và ơn cứu độ toàn diện đó nó là một cái hoàn toàn cái vận mạng của cuộc đời con người, cả hồn, cả xác, và được thành toàn trong cái dòng lịch sử. Cho nên khi mà có một cái trường hợp nào đó nó xảy ra là một phép lạ, hoặc có khi nó cũng chỉ là một cái biến cố bình thường thôi, thì người ta cũng vẫn có thể nhận ra sự can thiệp, sự hiện diện của Chúa để dẫn dắt cái hành trình lịch sử. Có một cái điều mà tôi nghĩ rằng là cũng nên làm cho nó sáng ra, đó là cái ơn cứu độ mang tính toàn diện. Thì chúng ta biết rằng là đối với người Do Thái, cái ơn cứu độ của Chúa nó gắn với lịch sử một dân tộc, nó gắn tới sự thành toàn của một lịch sử một dân tộc, nó gắn tới đất hứa, nó gắn tới dòng dõi, tới vương quyền, rồi tới bánh, rồi tới nước, vân vân. Là một cái sự can thiệp của Chúa một cách rất là thật, một cách rất là thật. Nó được bộc lộ ra qua những phép lạ, nhưng mà không phải chỉ là phép lạ, mà là một cái ơn cứu độ toàn diện. Thế thì cũng có một cái hướng mà tôi nghĩ cũng nên lưu ý, đó là khi mà chúng ta chịu ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp, vốn là rất là nhạy bén về cái ý nghĩa trừu tượng, cái gì cũng giản lược nó trở thành những cái nguyên tắc trừu tượng, thì người ta không có vẻ theo cảm nhận rằng là giáo hội ngày nay đó không còn nhận ra được một cái ơn cứu độ mang tính toàn diện. Cho nên nhiều khi bây giờ ta đọc một cái bài tường thuật về việc Chúa chữa lành một người mù, thì cái khuynh hướng chung chung đó là ta sẽ lái sang có những thứ bù thiêng liêng, ta không thấy cái này không thấy cái kia, cho nên lo chữa lành cái bù thiêng liêng nó đi. Ta gặp một cái bài tường thuật về việc chữa lành cho một người câm, thì ta lại thiêng liêng hóa đi, có cái thứ câm thiêng liêng, có thứ điếc thiêng liêng, có thứ què thiêng liêng, vân vân, để rồi biến nó trở thành một cái sứ điệp thuần túy luân lý thôi, thuần túy luân lý thôi. Trong khi mà cái gốc gác của ơn cứu độ là cả một cái sự thành toàn trọn vẹn, một con người trọn vẹn trong lịch sử. Trong lịch sử thì thực sự ra tôi nghĩ rằng là cái cách gọi là thiêng liêng hóa những cái thứ bệnh tật đó, để rồi nhằm rút ra những cái giáo huấn luân lý đó, nó cũng sẽ có cái nguy cơ là nó làm cho ta nhắm mắt trước những cái thực tại lù lù đó đó. Tức là có những người đau khổ, có những người bệnh tật, có những người đang bị vùi dập vì những cái biến động trong dòng lịch sử. Và không phải chỉ là thiêng liêng mà thôi đâu, mà là chúng ta trông chờ một cái ơn cứu độ toàn diện. Chúng ta đóng góp hay là chúng ta nhìn nhận ra có những cái sự can dự thật sự của Chúa, cái sự can thiệp thực sự của Chúa. Bởi vì Chúa đã chết rồi Chúa phục sinh. Chúa phục sinh để làm gì? Chúa phục sinh để tiếp tục đồng hành với giáo hội, với con người, với mọi người ở mọi nơi. Cho nên Chúa vẫn đang có mặt, chứ không phải là Chúa đi về trời rồi.
Rồi bây giờ ta chỉ còn mỗi cái chuyện là rút ra những cái bài học luân lý để rồi quay trở về cái nỗ lực của bản thân ta. Không phải. Đạo cứu độ luôn luôn là quyền năng của Chúa và tình yêu của Chúa lớn hơn nỗ lực luân lý của chúng ta. Thế cho nên trước một cái sự kiện nào đó có khi là có thật là một cái phép lạ của Chúa mà hiếm lắm nên giáo hội phải kiểm nghiệm kỹ lắm. Có khi cũng là một cái chuyện cũng khá bình thường thôi, chẳng có cái gì khoa học nó cắt nghĩa được. Cho dù như thế, nhưng mà nếu ai đó có một cái nhãn quan đức tin, ta vẫn có thể đọc được cái sự hiện diện cụ thể của Chúa ở đây. Và Chúa đang dẫn dắt tới một cái ơn cứu độ toàn diện của con người cả hồn cả xác và đạt tới cái sự thần toàn trong cái ngày chân chung. Tôi có thể bệnh và tôi có thể uống thuốc và tôi có thể đi mổ, nhưng cái đó rất là bình thường về phương diện y khoa. Và người ta cho rằng là đấy thì anh bệnh rồi anh nhờ y khoa nó chữa bệnh, thế thôi. Nhưng mà với cái con mắt đức tin, tôi vẫn có thể nhận ra được một cái ơn cứu độ toàn diện của Chúa. Chúa đã cho tôi có một cái kinh nghiệm được chữa lành thông qua y khoa, thông qua thuốc men, thông qua việc mổ xẻ, để rồi tôi nhận ra Chúa vẫn đang đồng hành với tôi, đang dẫn dắt tôi và đưa tôi tới cái ơn cứu độ toàn diện. Không nhất thiết, dĩ nhiên là không phải là sai, nhưng mà không nhất thiết là cứ phải thiêng liêng hóa thành những cái thứ mù thiêng liêng, những cái tiếng biết thiêng liêng, để rồi thuần túy chỉ còn là một cái giáo huấn luân lý nhằm vào cái sự nỗ lực của con người mà thôi. Không nhất thiết như thế. Chúa vẫn đang hiện diện, Chúa vẫn đang tác động, Chúa vẫn đang dẫn dắt cái dòng lịch sử này. Và ngay trong những cái biến chuyển đời thường hay là những cái biến chuyển đúng quy luật của khoa học, ta vẫn đọc ra được rằng là đây cũng là những cái dấu chỉ, vẫn là những cái dấu chỉ Chúa đang thần toàn cái ơn cứu độ của Chúa. Nói một cách nào đó thì người ta phải cần phải thấy phép lạ người ta mới thấy Chúa hiện diện. Nhưng mà với đức tin thì không cần phép lạ, và đời thường thôi ta vẫn nhận ra Chúa hiện diện được, và ta vẫn thấy được rằng là quyền năng của Chúa, cái thẩm quyền của Chúa ở trong cái đời thường, và quyền năng của Chúa vẫn đang dẫn dắt ta để đi vào cái chương trình cứu độ toàn diện của Chúa. Điều này là điều quan trọng. Điều này quan trọng hơn là ta cứ mong chờ một cái phép lạ chỉ là một cái chữa bệnh thể xác. Và cũng quan trọng hơn là ta lại lấp liếm nó đi thành một cái thứ gọi là giáo huấn luân lý thuần túy, là mù thiêng liêng, điếc thiêng liêng gì đó. Điều quan trọng là Chúa vẫn đang sống, Chúa vẫn đang hiện diện trong dòng lịch sử, Chúa vẫn đang thực hiện cái ơn cứu độ toàn diện cho ta cả hồn cả xác, cả hồn cả xác, và đưa ta tới cái sự thành toàn trong cái ngày quang lâm, trong cái chiều kích cánh chung, trong cái nhiệm cục cứu độ của Chúa. Dạ, con cảm ơn cha đã lưu ý chúng con về cái ơn cứu độ của Chúa là một ơn cứu độ toàn diện, cả hồn cả xác, chứ không phải là chỉ thuần túy giải quyết những vấn đề về bệnh lý như chúng ta mong ước khi chúng ta bị bệnh cơ thể không khỏe, hoặc là những cái vấn đề liên quan đến luân lý về đời sống thiêng liêng. Và nếu chúng ta có đức tin thì chúng ta sẽ thấy là từng biến cố, từng sự kiện xảy ra trong ngày nó đều có sự hiện diện của Chúa, và đó mới là điều quan trọng trong đời sống của người Kitô hữu. Liên quan đến cách nhìn nhận về phép lạ và những cái mong muốn cho về phép lạ trong cái đời sống của mình, thì xin cha Phêrô cũng có những cái chia sẻ để cho chúng con biết thêm ạ. Thì chúng ta đang nói cái chủ đề về phép lạ, và như chúng ta đã nói ngay từ đầu đó là nhiều khi chúng ta muốn, chúng ta muốn rằng là tôi đang bị bệnh đây và tôi muốn Chúa chữa lành cho tôi. Một mặt khác đó thì là cái chúng ta có cảm tưởng đó là cái câu chuyện tin mừng phép lạ ở trong tin mừng đó, thì nó không có liên hệ gì tới tôi cả, bởi vì Chúa chữa cho người đó ở cái chỗ làng đó, còn tôi thì đang bị bệnh đây. Đó là cái vấn đề.
mà chúng ta cần nhận thấy đó. Có nghĩa là chúng ta muốn nói rằng là chúng ta đang là những người hiện tại, và chúng ta nghe cái câu chuyện tin mừng, thì chúng ta cần hiểu rằng là cái sứ điệp của câu chuyện mà trong tin mừng đó, tức là Chúa chữa cho cái người đó, tức là Chúa chữa cho cái anh mà đang bị mù đó, thì cũng có một cái ý nghĩa đức tin đối với tôi hôm nay, và cũng có cái nghĩa sứ điệp đối với tôi hôm nay. Như cha Viễn có nói đó là Chúa vẫn đang thực hiện phép lạ cho tôi. Chẳng hạn như tôi đang là người bệnh mà tôi uống thuốc ở bệnh viện mà tôi được lành nhờ tôi uống thuốc đó, thì đó cũng là cái quyền năng chữa lành của Chúa cho tôi. Và ngay cả trường hợp mà tôi đang bị bệnh đây, mà tôi uống thuốc đây mà tôi chưa được khỏi, hay là tôi đang bị tai nạn mà tôi chưa khỏi, thì với câu chuyện tin mừng mà được kể trong câu chuyện tin mừng đó, thì chúng ta cũng tin đón nhận ý nghĩa đức tin là quyền năng chữa lành của Chúa vẫn đang tác động lên chúng ta, đang chữa lành chúng ta. Vì thế mà ý nghĩa của câu chuyện phép lạ ở trong tin mừng là như thế. Và vì thế mà người ta nói đó, ý nghĩa đức tin, hay là người ta nói những cái tầng giải thích cái câu chuyện phép lạ, tầng giải thích của câu chuyện phép lạ đối với chúng ta là ý nghĩa hiện tại, ý nghĩa đức tin hiện tại là ơn cứu độ của Chúa toàn diện, ơn cứu độ của Chúa vẫn đến với tôi, bao trùm tôi trong cái hoàn cảnh lịch sử của tôi ngày hôm nay. Thành ra các nhà chú giải thánh kinh về các phép lạ đó thì giải thích với chúng ta thì nhiều hơn nữa. Đó là chúng ta nghe những câu chuyện phép lạ trong tin mừng thì chúng ta không nên cô lập các câu chuyện đó với bối cảnh chung, tức là bối cảnh lúc bấy giờ là Chúa Giêsu bắt đầu ra đi rao giảng tin mừng và công bố nước Thiên Chúa. Thì các phép lạ là thành phần của lời công bố tin mừng của Chúa Giêsu. Các phép lạ là thành phần của lời công bố nước Thiên Chúa của Chúa Giêsu. Thành ra mỗi lời nói của Chúa Giêsu và ngay cả mỗi việc làm của Chúa Giêsu đều là thành phần của lời loan báo nước Thiên Chúa. Cho nên phép lạ cũng là thành phần của lời loan báo nước Thiên Chúa của Chúa Giêsu. Hay có nghĩa là khi Chúa Giêsu làm phép lạ thì có nghĩa là nước Thiên Chúa đang đến, và những ai sẵn sàng, tức là những ai mở lòng, những ai tin vào Chúa Giêsu thì họ đón nhận được nước Thiên Chúa và cũng đón nhận được sức mạnh chữa lành của Chúa Giêsu. Vì thế mà phép lạ như Thánh Gioan nói đó là dấu chỉ quyền năng của Chúa Giêsu, là biểu tượng của lời loan báo về nước Thiên Chúa của Chúa Giêsu. Và trong tin mừng của Gioan cũng nói là các môn đệ đã nhìn thấy và các môn đệ đã tin vào Chúa Giêsu. Vì thế mà qua câu chuyện phép lạ này, Chúa Giêsu kéo cái anh mù ra, rồi thì lấy nước miếng bôi vào mắt anh chẳng hạn như vậy, thì muốn chứng minh một cách vật lý với hành động của Chúa Giêsu thì nước Thiên Chúa, vương quốc của nước Chúa đã bắt đầu hiện diện nơi trần gian này, như là lời mà Chúa Giêsu đã nói ở hội đường Nazareth đó, hôm nay đã ứng nghiệm. Đoạn kinh thánh mà tai anh em vừa nghe đó, tức là cái đoạn kinh thánh nói rằng là Thánh Thần Chúa đã sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người mù được thấy, người què đi được, và người nghèo được nghe giảng tin mừng. Có một cái điều này thêm nữa, tức là giải thích thêm nữa về câu chuyện mà phép lạ Chúa Giêsu làm cho người mù đó, tức là ban đầu thì Chúa lấy nước miếng xức vào mắt anh, rồi Chúa hỏi anh thấy được chưa, thì anh ta trả lời là tôi thấy người ta như những cái cây đi được. Và vì thế mà Chúa Giêsu lại làm thêm một lần nữa, và thì Chúa Giêsu đã hỏi anh đã thấy chưa, thì anh ta nói thấy rồi, tôi thấy rõ ràng rồi.
Thật ra vì điều này muốn nói điều gì, tức là có nhiều người, tức là cách chung đó chúng ta dễ nghĩ rằng Chúa Giêsu làm phép lạ lần đầu thì chưa được hai lần lần sau thì mới được, tức là phép lạ của Chúa làm như là nó hơi yếu yếu sao đó, tức là nó chưa có mạnh. Thành ra chúng ta lại một lần nữa, tức là những nhà chú giải đó, các chuyên gia đó thì họ chỉ cho chúng ta nói rằng là không phải cái ý nghĩa đó đâu, tức là không phải là lần đầu Chúa làm chưa có được và lần sau phải Chúa phải làm thêm một lần nữa mới được, mà ý nghĩa của nó là phải hiểu như thế này, tức là ý nghĩa đức tin đó, ý nghĩa biểu tượng đó, ý nghĩa dấu chỉ đó là cái sự cái siêu phàm, đường lối siêu phàm của Chúa, cái nhận thức đức tin của các môn đệ cần phải có sự chuyển biến từ từ, tức là các môn đệ lần hồi khi mà sống với Chúa Giêsu và được nghe Chúa Giêsu rao giảng thì lần hồi mới hiểu được ý nghĩa của những gì Chúa Giêsu rao giảng, ý nghĩa của những gì mà Chúa Giêsu làm. Thành ra người ta nói rằng là đưa ra giải thích như vậy bởi vì người ta nói là nếu mà tính từ cái chương 6 của tin mừng Marco tới chương 8 thì thấy rất là rõ, tức là sự chuyển biến của sự hiểu biết của các môn đệ. Ban đầu thì các môn đệ chưa hiểu những giáo huấn của Chúa Giêsu và những việc Chúa Giêsu làm, chẳng hạn như chưa hiểu Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều có nghĩa là gì, rồi chưa hiểu cái điều mà Chúa Giêsu loan báo thương khó là gì, nhưng mà từ từ thì các môn đệ hiểu. Vì thế mà đây là tiến trình, sự khai triển, sự hiểu biết của các môn đệ thành hai giai đoạn. Ban đầu thì các môn đệ không hiểu những gì Chúa Giêsu muốn làm, không hiểu giáo huấn của Chúa Giêsu, những phép lạ người làm, cho nên các môn đệ cần thời gian để hiểu. Và đây là đường lối sư phạm của Chúa Giêsu. Vì thế mà cái câu chuyện người mù đó với việc mà Chúa Giêsu phải làm hai lần đó, nó có tính sư phạm, tức là tiến trình hiểu biết lần hồi phép lạ mà Chúa Giêsu làm. Và đây là một tiến trình người ta nói là rất là người, mang đậm dấu ấn con người, tức là con người của chúng ta cần phải có thời gian để hiểu biết, con người của chúng ta cần phải có thời gian nhận thức, nhận thức theo nghĩa vật lý cũng như là nhận thức đức tin, con người chúng ta cũng cần có thời gian để hiểu biết về đức tin. Chẳng hạn như chúng ta thấy trong trường hợp người mù đó thì người ta giải thích rằng là ban đầu đó thì anh ta mới được chữa mắt cho nên anh ta chưa có thể mà hiểu được rõ ràng, tức là khi mà nhìn cái vật này vật khác thì bởi vì chúng ta nhớ rằng là cần phải có sự hiểu biết ở trong đầu của chúng ta, chúng ta ban đầu thì chúng ta chưa hiểu, tức là cái này là cái bàn, cái này là cái ghế, hay là cái này là con chó, thì chúng ta cần phải có thời gian, tức là về mặt vật lý đó, để nhận thức cái ý niệm cái bàn, cái ý niệm cái ghế, ý niệm con vật ở trong đầu chúng ta cần phải có thời gian để có được cái nhận thức ý niệm đó, rồi thì liên kết cái nhận thức ý niệm ở trong đầu của chúng ta với những sự vật ở bên ngoài, thì đó người ta nói đó là một cái tiến trình rất là người nơi chúng ta. Và cái tiến trình về mặt đức tin nữa, chẳng hạn như là chúng ta thấy các môn đệ cần phải có thời gian để hiểu giáo huấn của Chúa Giêsu. Chẳng hạn như giáo huấn của Chúa Giêsu về mầu nhiệm đấng cứu thế phải chịu chết, hoặc là giáo huấn của Chúa Giêsu phép lạ, Chúa Giêsu về phép lạ hóa bánh ra nhiều. Ban đầu thì các môn đệ cũng chưa hiểu ý nghĩa đó, nhưng mà sau đó thì các môn đệ mới hiểu. Vì thế mà đứng trước những tường thuật phép lạ, chúng ta cần phải học để nhận thức. Như chúng ta nói, nhiều khi chúng ta có cảm giác chơi vơi, có cảm giác không hiểu ý nghĩa của những phép lạ mà Chúa Giêsu làm có ý nghĩa nào đối với mình. Thì như chúng ta nói lại là chúng ta được mời gọi hiểu là nước của Chúa đang đến với chúng ta, và Thiên Chúa vẫn đang biểu lộ sức mạnh của nước Chúa cho chúng ta. Và tùy theo
tùy theo mỗi người trong chúng ta, chúng ta đón nhận sức mạnh của nước Chúa này, tin vào lời của Chúa Giêsu, gắn bó với Chúa, hay là chúng ta không có tin vào lời Chúa Giêsu, không có đón nhận sức mạnh của nước Chúa. Thì đó thì tùy, thành ra chúng ta thấy rằng là có những người đi vào trong nhà thờ đó thì nghe câu chuyện tin mừng thì không hiểu, rồi thì đón nhận lời Chúa một cách lơ là. Trong khi đó thì giáo hội luôn luôn nhắc cho chúng ta, tức là khi mà chúng ta nghe đọc bản văn tin mừng đó thì chúng ta không có ngồi, chúng ta đứng. Đồng thời lúc đó thì chúng ta cũng không có phải là cầm cuốn sách tin mừng mà chúng ta đọc theo, đúng không? Chúng ta không có cầm cuốn sách tin mừng để chúng ta đọc theo, mà lúc đó là chúng ta đang đứng để nghe, nghe người ta. Và cái việc nghe đó là người ta nói là chúng ta nghe công bố tin mừng. Và người ta nói là cái người công bố tin mừng là tác viên công bố tin mừng, tức là nó có đường lối sư phạm hết, và nó có cái tư thế để nghe hết. Vì thế mà vấn đề đó là chúng ta nhận thức được cái câu chuyện, và khi câu chuyện công bố tin mừng phép lạ đó là chúng ta hiểu ý nghĩa đức tin, sứ điệp của câu chuyện phép lạ. Và như chúng ta đã nói đó, thì tin mừng Gioan ghi lại rất là rõ, tức là nói là khi Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana, và đây là phép lạ đầu tiên, và đây là dấu chỉ quyền năng của Chúa, và các môn đệ đã thấy và các môn đệ đã tin. Dạ, con cảm ơn cha. Cảm ơn cha đã lưu ý chúng con về việc là khi mà mình nghe đọc một phép lạ tin mừng thì mình khoan giới hạn trong cái chuyện phép lạ, mà mình cần phải chú ý đến cái khía cạnh ý nghĩa của câu chuyện và sứ điệp câu chuyện mà tin mừng muốn đưa tới, cho thấy sức mạnh của Chúa và truyền tải một thông điệp là nước Chúa đã đến gần, đã ở gần kề chúng ta. Và quan trọng là trong cái diễn biến phép lạ thì nó cũng không phải là chỉ có sự kiện, mà nó còn là cái cách thức để cho thấy là Chúa có một cái đường hướng sư phạm rõ ràng và muốn nói lên một cái ý nghĩa cao hơn, là muốn cho chúng ta phép lạ và những cái bước đường của Chúa sẽ đi theo một cái hướng tiệm tiến, là nó sẽ đi từ từ và tùy vào khả năng của mỗi người, tùy vào cái mức độ nhận thức cũng như là cái khả năng mà có thể tiếp nhận. Và để có thể hiểu được cái ý nghĩa của phép lạ cũng như có thể cảm nhận được phép lạ ngay trong cái đời sống mình cũng phải cần học và cần phải mở lòng ra để đón nhận. Về việc mà tiếp nhận, đón nhận và đọc hiểu phép lạ trong tin mừng thì thưa cha Du Xe, là cái nẻo đường như vậy mình chỉ nên là chuyên chú vào cái diễn biến, hay là mình còn có những cái cách thức khác để mình vẫn thấy một cái phép lạ mà nó không phải là phép lạ? Tôi nghĩ rằng là con người ta có một cái cám dỗ căn bản đó, đó là cái cám dỗ mà Adam Eva đã vấp phạm đó. Và thực sự ra đó là cám dỗ chung của loài người đó, đó là chúng ta muốn nắm bắt một cách một lần cho xong, một lần thay cho tất cả, bằng cách là ta sự vật hóa, ta sự vật hóa cái sự việc. Thực sự ra thì chúng ta biết rằng là cái bản chất của con người là sống trong dòng lịch sử. Con người mình được trở nên chính mình trong dòng lịch sử, và trở nên chính mình một cách đích thực là trong cái tương quan với ai, trong cái tương quan với một ngôi vị. Và khi nào mà chúng ta đặt mình ở trong một cái tương quan với ai đó thì cái sự việc trung gian đó, nó sẽ mới hoài, nó sẽ phong phú hoài, và nó sẽ làm cho ta hiểu ra hơn điều tra chính gọi là cái đường lối sư phạm. Đường lối sư phạm để cho ta đi vào tình yêu, đi vào cái tương quan với chính Chúa, đi vào cái tương quan với chính Chúa. Thế thì thực sự ra chúng ta hiểu rằng là khi mà chơi với một ai đó thì cái tương quan đó nó vô cùng phong phú,
và nó phong phú ở cái khía cạnh là ta càng hiểu ra ai đó thì ta càng hiểu cái lời người ta nói, càng hiểu ra ai đó ta càng hiểu cái sự việc người ta làm. Và tôi hiểu ra cái sự việc làm này rõ hơn cũng là nhờ tôi hiểu ra một ai đó trong cuộc đời của tôi. Bố mẹ ta có thể có những lời nói hoặc có những cái việc làm mà ta không hiểu được, người ta cắt nghĩa ra là tại vì thế này thế kia, khi mà ta chỉ chăm chú vào sự việc thôi, bố đã nói thế này, mẹ đã nói thế này, và ta chỉ chăm chú vào cái sự việc đó thôi, thì ta giản lược cái ý nghĩa của cái tương quan đó vào một cái sự vật, vào một cái lời nói, vào một cái món quà hay là vào một cái trận đòn. Nhưng mà nếu ta vượt qua cái lời nói, cái món quà, cái trận đòn đó để ta chơi với ai thì nó sẽ có một cái tiến trình lịch sử, nó sẽ có một cái quá trình để mỗi ngày ta mỗi hiểu rõ ra hơn cái ai đó, cái đấng mà ta chơi với. Cho nên ta nên nhớ rằng là Công đồng Vatican II có một cái sự chuyển biến rất là lớn đó. Trước đây thì đại khái đó, đạo mặc khải có nghĩa là Chúa mặc khải cho ta những chân lý bất khả ngộ, và A mặc khải cho B những cái X chân lý bất khả ngộ. Nhưng mà hiến chế tín lý về mặc khải, về album Domini số 2 đó, thì có một cái sự người ta gọi là bổ sung về tính chủ thể, nhưng mà cũng là một cái sự xác định cái điều căn bản nhất mặc khải mang tính chủ thể. Chúa mặc khải cho ta chính Chúa, A mặc khải cho B cái A thông qua cái X, A tỏ bày cho B cái bản thân của A thông qua cái X, và B cũng hiểu ra A thông qua cái X. Cái X nó chỉ là những chân lý bất khả ngộ hay là giáo lý hay là sự kiện nào đó, nó chỉ được đón nhận một cách nó đúng đắn khi mà A và B, tức là cái tương quan ngôi vị. Thì khi mà chúng ta đụng vào Chúa, nhận ra Chúa ở trong lịch sử đời ta, Chúa nhận ra Chúa đang ngỏ và đang hành động, hai cái đường nét quan trọng của mặc khải đó, trong hiến chế tín lý về mặc khải đó, là Chúa ngỏ lời và Chúa hành động. Thì khi ta càng đụng vào Chúa, càng tin rằng là Chúa vẫn đang sống, Chúa đang ở cùng ta, và bắt một cái mối tương quan với chính Chúa, trong Thánh Thần mới làm được, Thánh Thần mới làm cho ta thấy được cái điều đó. Trong mối tương quan với chính Chúa thì ta sẽ thấy cái đường lối sư phạm của Chúa, tức là hôm nay Chúa làm này, mai Chúa làm kia, có thể hôm nay khó khăn nhưng mà ngày mai nó lại sáng ra, ta mới thấy rằng là qua cái khó khăn này nó mới lại lộ ra cái đường lối sư phạm của Chúa, để ta sẽ thấy một cái gì đó nó sáng sủa hơn. Thực sự ra thì cái kinh nghiệm của tôi trong cuộc đời của mình, tôi thấy là những cái gì mà quý báu nhất mà Chúa ban cho tôi, quý báu nhất, thì ban đầu toàn là bất đắc dĩ không à. Ban đầu toàn là những chuyện mình phải đón nhận một cách bất đắc dĩ, và ban đầu toàn là những cái chuyện mà có lẽ mình không tự lựa chọn, mình không tự lựa chọn, nhưng mà tại nó xảy đến. Nhưng mà rồi qua một quá trình thì mình thấy ra Chúa ở trong đời mình, qua một cái quá trình tao thấy rằng là đó là những món quà quý nhất, tốt nhất cho tôi, mà tôi nhận ra rằng là đường lối sư phạm của Chúa. Thế thì tất cả phép lạ vượt khoa học tự nhiên, hay là cái thứ phép lạ trong quy trình tự nhiên của đời thường, thì nó đều là một cái đường lối sư phạm để ta bắt được chính Chúa, để ta bắt được chính Chúa. Và luôn luôn nếu chúng ta có được cái ánh sáng từ cái mối tương quan ngã vị với chính Chúa, ta mới có thể đọc được những cái quá trình sư phạm đó, cũng như là có đọc được cái ơn cứu độ toàn diện đó, mà kỳ diệu đó, mà Chúa đang thực hiện
cho cuộc đời của ta. Dạ, con cảm ơn Chúa đã lưu ý chúng con về, con cảm ơn Cha đã lưu ý chúng con về cái cám dỗ căn bản của một người là hay thích nắm bắt một lần cho xong và cho toàn diện, nhưng mà thật ra không phải như vậy, nó đều cần cái quá trình và nó phải được trải nghiệm trong cái đời sống lịch sử của mình, trong cái tương quan của mình, mà cụ thể là tương quan với Chúa. Bởi vì mình càng có tương quan với Chúa thì mình sẽ thấy được cái, đọc được những cái sự việc diễn ra nó có một cái ý nghĩa nhất định và nó có một cái đường lối sư phạm mà Chúa uốn nắn mình. Còn nếu như mà mình chỉ chăm chăm vào những cái sự vật, sự việc, rồi mình chỉ muốn cái thấy kết quả trước mắt thì sẽ khó để mà cảm nhận được cái, những cái việc Chúa làm trên cụ thể trên đời sống của mình. Trong cái việc mà đọc câu chuyện tin mừng trong Kinh Thánh thì nhiều người cảm thấy là không có liên quan đến bản thân lắm, tại vì là một cái câu chuyện của ai đó và xa xưa lắm rồi, không biết có thật hay không. Thì xin Cha Phêrô có thể nói cho con biết là khi mình đọc tin mừng thì làm sao mình có thể kết nối nó với cái đời sống cụ thể của mình trong cái từng cái câu chuyện, mà nhất là những cái câu chuyện liên quan đến phép lạ. Thành ra nãy Cha Viễn có nhắc đó, tức là Chúa nói, muốn nói với mình, phải không? Thế nhưng mà Chúa nói qua cha mẹ, chẳng hạn như vậy. Cha mẹ, mình nghe lời cha mẹ thì mình nghe lời của Chúa, chẳng hạn như vậy. Chẳng hạn đó là A mà muốn nói với B thì nói qua X, chẳng hạn như vậy. Thì đó cũng là một cái điều mà chúng ta cần thấy đó. Và chẳng hạn như câu chuyện tin mừng, chẳng hạn như vậy, thì qua câu chuyện mà phép lạ đó, Chúa muốn nói với chúng ta về cái quyền năng chữa lành của Chúa. Thế nhưng mà Chúa nói qua cái câu chuyện tin mừng này và qua cái thừa tác viên mà công bố lời rao giảng tin mừng. Và vì thế mà chúng ta cần phải có sự hiểu biết, hay là cần phải có cái nhìn đức tin để chúng ta đón nhận cái sứ điệp của Chúa qua cái câu chuyện tin mừng, hay là qua cái lời công bố của thừa tác viên, hay là của tác viên công bố tin mừng. Thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải để ý. Và đó là cái điều mà các nhà chú giải, tức học thuật á, thì họ nói cho chúng ta, tức là các bản văn tường thuật của tin mừng có hai mức độ. Chúng ta mình cứ nghĩ là có một mức độ thôi, tức là cái mức độ lịch sử, tức là câu chuyện quá khứ, không. Nó có hai mức độ được. Tức là mức độ lịch sử, tức là mức độ của người đương thời. Còn mức độ của chúng ta là mức độ hiện tại, hay là đúng rồi, tức là mức độ, còn có một mức độ hiện tại nữa, chứ không phải là chỉ dừng lại ở mức độ lịch sử của người đương thời với Chúa Giêsu mà thôi. Vì thế mà nó còn là lời của Chúa nói, hay là cái sức mạnh chữa lành của Chúa nói đến với chúng ta hôm nay. Thành ra, và mỗi câu chuyện tin mừng đều có ý nghĩa cả. Và mỗi câu chuyện tin mừng có cách thế riêng để mời gọi, để thôi thúc độc giả là chúng ta ngày hôm nay, là những người đang tiếp xúc với bản văn tin mừng và sứ điệp của bản văn tin mừng đối với mình. Và vì thế mà nãy tôi có nói là cái bệnh của chúng ta, hay là cái yếu của chúng ta, đó là khi mà chúng ta nghe câu chuyện tin mừng đó, thì nhiều khi chúng ta nghe bên tai này, chúng ta lọt qua bên tai kia, tức là con người chúng ta thì có cái sự yếu đuối đó, tức là lo ra chia trí, chúng ta khó tập trung để mà hiểu. Thế nhưng mà khi chúng ta nghe câu chuyện tin mừng thì chúng ta được mời gọi tập trung. Và như chúng ta nói là lúc đó thì giáo hội không nói là anh mở sách anh đọc theo, nhưng mà giáo hội nói chúng ta là đứng nghe, tập trung để nghe. Bởi vì đương nhiên là nếu mà chúng ta muốn lãnh nhận sứ điệp tin mừng thì chúng ta phải tập trung để nghe. Chứ còn tôi thấy có nhiều người lúc đó còn dở điện thoại ra để quẹt quẹt để chơi, hoặc là gọi nghe tin nhắn, hay là nói chuyện với ai, thì cái tư thế của mình là không đúng. Và nếu mình cái tư thế mình không đúng thì mình không có thể đón nhận được cái hiệu quả của lời tin mừng mà Chúa đang nói với chúng ta. Mặc dù thì người ta kể câu chuyện bên kia đó, nhưng mà cái sứ điệp đó là cái sứ điệp đối với chúng ta ngày hôm nay. Chẳng hạn như nói rõ lại thêm nữa, cái việc mà Chúa chữa cho người mù đó thì không phải là chỉ dừng lại ở cái việc được thấy đâu, mà còn thấy cái, còn muốn nhấn mạnh đến cái ý nghĩa biểu tượng, đó là ánh sáng, bóng tối.
Đây là biểu tượng của nhận thức sự vật và cũng là biểu tượng của nhận thức đức tin. Tức là khi được chữa lành, có nghĩa là chúng ta ra khỏi bóng tối tội lỗi, ra khỏi bóng tối sự chết để đến với ánh sáng sự sống của Thiên Chúa, ánh sáng của tin mừng của Thiên Chúa và ánh sáng của nước Chúa cho chúng ta. Thành ra khi chúng ta nghe công bố tin mừng, chúng ta hiểu được những gì mà Chúa Giêsu làm, những gì, những lời Chúa Giêsu rao giảng, và chúng ta được mời gọi tin và đón nhận quyền năng này của nước Chúa đang được ban tặng cho chúng ta hôm nay. Mức độ, đây là mức độ hiện tại của lời Chúa, tức là lời Chúa nói với tôi hôm nay. Thành ra sau câu chuyện tin mừng này thì tin mừng Marco thuật lại cho chúng ta câu chuyện của Thánh Phêrô. Và trong câu chuyện của Thánh Phêrô nó cũng diễn ra hai giai đoạn. Tức là ban đầu thì Thánh Phêrô đã trả lời đúng, tức là Thánh Phêrô trả lời thầy là Đức Giêsu Kitô chẳng hạn như vậy. Thế nhưng mà cái đoạn sau đó thì Chúa Giêsu báo thương khó. Và khi mà Chúa Giêsu báo thương khó thì Thánh Phêrô lại có một cái phản ứng khác, tức là phản ứng sai. Thánh Phêrô nói, và vì Thánh Phêrô phản ứng sai, tức là thưa thầy, đừng có chuyện đó, tức là thầy không có phải bị gì đó, bị bắt trao nộp, rồi không có phải bị giết chết. Nhưng mà Chúa Giêsu lại quả trách Thánh Phêrô. Và vì thế mà người ta nói chắc là ông Thánh Phêrô lúc bây giờ thì ông rất là ngạc nhiên. Bởi vì mình đang nói đúng mà. Mình đang là người được Chúa gì đó, Chúa tin tưởng. Thế nhưng mà tại sao mà bây giờ lại mình lại bị Chúa quả trách? Mình nói đúng thì sao bây giờ lại Chúa lại nói mình nói sai? Chúng ta cũng phải thấy cái cảm tưởng rất là ngạc nhiên của Thánh Phêrô. Đó là, nhưng mà đó là cái câu chuyện như thế. Tức là muốn nói rằng là Thánh Phêrô cũng như là các môn đệ chưa hiểu, và Thánh Phêrô và các môn đệ cần phải có thời gian để hiểu biết, hay là cần phải có thời gian để tiến triển trong nhận thức về mầu nhiệm Chúa Giêsu. Vì thế mà các ngài sẽ hiểu, tức là trong tư cách là các môn đệ của Chúa Giêsu thì lần hồi các ngài hiểu, và sau đó thì các ngài sẽ trở thành chứng nhân. Chứng nhân như là Thánh Phaolô nói, chúng tôi rao giảng Chúa Giêsu chịu đóng đinh thập giá. Thì các tông đồ lần hồi hiểu rằng là Chúa Giêsu là người đang hành trình tiến về Jerusalem, và Chúa Giêsu là đang tiến về cuộc thương khó của người. Cho nên người ta không thể cố định trong những phép lạ mà Chúa Giêsu làm. Người là một đấng cứu độ quyền năng mà không có thập giá và không có khổ nạn. Chúng ta cũng không thể quan niệm một vương quốc của Chúa mà không có thập giá là con đường dẫn đến sự phục sinh vinh quang. Thành ra chúng ta thấy cần phải có sự tiến triển trong nhận thức của chúng ta. Để vì thế mà như chúng ta đã nói, trên con đường đức tin của chúng ta thì chúng ta cần phải có sự tiến triển nhận thức, tức là hiểu các câu chuyện phép lạ Chúa Giêsu làm, đó là dấu chỉ của nước Chúa và dấu chỉ của sức mạnh của nước Chúa, và dấu chỉ của nước Chúa và sức mạnh của Chúa là những điều mà Chúa muốn nói với chúng ta là những người đang lắng nghe những câu chuyện tin mừng này. Dạ, con cảm ơn cha. Như vậy đối với những câu chuyện tin mừng, cụ thể là những câu chuyện phép lạ rất được mọi người quan tâm và nhớ, thì đó cũng chỉ là một cách thức để mà Chúa truyền tải những cái sứ điệp và những cái ý nghĩa của mình. Giống như việc mà chúng ta tiếp nhận thì cũng không nên là theo một cái chiều hướng, một chiều theo cái sự kiện hay là theo cái chiều lịch sử, mà cần thấy đó là cũng là câu chuyện của mình và Chúa nói với bản thân mình, và mình cần phải soi chiếu và chấp nhận, đón nhận cái thông điệp cụ thể là có đau khổ, có cay đắng, có thập giá, và chúng ta phải chấp nhận rồi cũng phải đón nhận, thì đó chính là cái ánh sáng của Chúa soi tới ra khỏi bóng tối tội lỗi, bóng tối của những giới hạn nhận thức, để mà có thể hiểu biết về ý nghĩa, về những điều thâm sâu hơn ở phía sau bên từng cái câu chuyện. Thì đó mới là điều mà Chúa muốn ở mỗi người Kitô hữu.
Thưa cha Giuse, nhưng mà để thực sự tạo ra một sự chuyển biến ở nơi mỗi người, khi mà mình tiếp nhận và mình có bắt đầu mình lờ mờ nhận thức, thì để tạo ra một cái chuyển biến thì nó có quá mất thời gian và nó cần những cái điều gì không ạ? Tôi nghĩ rằng là có một cái có mạch mạch sống rất là quan trọng mà đời sống giáo hội hình như là bị bỏ quên đó, tức là một cái mạch chứng tá đó. Yeah. Chứng tá 300 năm đầu giáo hội sống bằng chứng tá đó, rồi từ thế kỷ thứ tư cho tới Công đồng Vatican II thì cái mạch đó nó bị cạn kiệt. Nó biến thành giáo huấn hay là gương sáng này kia, dĩ nhiên là tốt thôi. Nhưng mà cái mạch chính yếu nhất là chứng tá, tức là Chúa vẫn đang hiện diện, Chúa đang nói và đang thực hiện cái chương trình cứu độ của Chúa. Thế thì khi ta đọc lời Chúa đó, là Chúa làm phép lạ cho anh mù Bartimê chẳng hạn như vậy, thì cái việc đó nó có dính dáng gì tới tôi, chuyện xa lắc xa lơ? Thì ta lại đòi rằng là Chúa cũng làm cho tôi khỏi mù này kia. Nhưng mà thực sự ra cái khái niệm chứng tá đó là Chúa đã làm cho anh mù Bartimê, thì đó là lời chứng. Chúa cũng làm cái gì cho tôi đây, tôi này này, ở đây này và lúc này này, cái con người thật của tôi này. Thế thì thông qua cái niềm tin là Chúa đã làm, thì Chúa như một lời chứng, thì Chúa cũng sẽ làm hay là đang làm ở trong cuộc đời của tôi. Thì cái khái niệm đó nó bị bỏ quên quá nhiều. Và nhiều khi thì tôi tạm nói như là các linh mục chúng tôi nhiều khi gọi là nấu món sẵn gì đó. Ví dụ như là ngày hôm nay tạm ví thôi, xin lỗi Chúa đó, tạm ví như là hôm nay tôi nấu món thịt bò nấu cà ri ngon không, rồi về nhà nấu đi và mỗi một ông cha thì thêm mắm một tí, thêm muối một tí, nhưng mà nó vẫn chỉ là bò nấu cà ri thôi. Còn thực sự ra đó, khi mà Chúa làm phép lạ đó, có nghĩa rằng là cái thịt bò này là ngon lắm và quý lắm. Ở đây là Chúa làm một cái món cà ri cho người Ấn Độ này. Bây giờ anh lấy thịt bò về đi, anh nấu theo cái kiểu của anh đi, nấu bún bò đi, anh nấu bò lúc lắc đi. Thì cái chuyện mà Chúa làm cho ông Bartimê đó để cho ta xác tín là Chúa vẫn đang quan tâm, Chúa đang yêu thương. Bây giờ đó là lời chứng. Để tôi nấu cái món cho tôi. Không phải là Chúa chữa ân mù đó đâu, mà là Chúa có thể chữa cái thứ gì đó nơi bản thân tôi. Có thể là cái chân tôi cũng được, hay là cái mù thiêng liêng cũng được, hay là cái gì đó. Nhưng mà và một cái khái niệm chứng tá. Cái chứng tá đó làm cho Chúa trở nên hiện diện ở đây lúc này với quyền năng và tình yêu của Chúa cho tôi. Tình yêu của Chúa cho tôi. Và đó là một cái sự sống phong phú, chứ không phải chỉ là bón bún bò rồi cứ nuôi bún bò đi, bún cà ri, bò nấu cà ri cứ thế đi. Không phải. Cái bón bò đó nó vô cùng phong phú và muôn ngàn thứ món cho mỗi người. Thì khi ta đọc đó như một lời chứng về cái sự ngon ngọt của thịt bò, xin lỗi chú, sự ngon ngọt của thịt bò, thì ta sẽ mang thịt bò về ta chế theo của ta. Thì đó là cái mối liên hệ giữa khi ta đọc một cái lời Chúa như một lời chứng. Yeah. Như một lời chứng để ta xác tín Chúa đang làm, Chúa cùng với ta đang thực hiện cái phép lạ nào đó trong đời ta để ban ơn cứu độ cho ta. Dạ, con cảm ơn cha. Như vậy là chúng ta đọc câu chuyện tin mừng, đọc những phép lạ tin mừng, không phải chỉ đọc đơn thuần mà chúng ta thấy có sự liên hệ với bản thân mình. Bởi vì trong cái câu chuyện đó là một lời chứng rồi, và chúng ta chiêm nghiệm lại bản thân là Chúa đã làm gì cụ thể trong cuộc đời của tôi. Và nếu mình cảm thấy có một cái phép lạ, một cái tác động thật sự, sự hiện diện của Chúa thật sự trong đời sống mình, thì mình cũng phải có một cái biểu lộ bên ngoài, là mình cũng có một cái ơn, và mình cũng có một cái, mình cũng làm chứng cho cái điều đó. Thì như vậy thì mọi người sẽ thấy là cái đời sống đức tin nó sẽ rất là phong phú, nó rất là sống động, chứ nó không hẳn là đi về một cái nghi lễ hay là một cái đức tin thuần túy truyền thống, không, mà nó có cái tính
đổi mới, nó có tính cá nhân hóa cho từng người. Dạ, thì đó chính là nội dung khép lại của buổi trò chuyện hôm nay. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm và xin hẹn ở chương trình lần sau.